Từ nãy giờ á cả nhà, Xuân cắt gọt rau củ sẵn hết trơn rồi nha. Bữa nay làm cho nó nhanh nhanh á, tới 11 giờ rưỡi là đi rước con Xuân rồi. Tại vì cái trường học này á, bữa nay thứ sáu á, thì là phải đi rước sớm. Tại vì ngày đạo của người ta tụng á, nên thành ra là thứ sáu á, cuối tuần á, là được học sinh được về sớm. Nên bắt buộc á, là cỡ 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi là phải đi rước. Rước cái chị lớn á, tại vì chị học cấp 2 mà ở hơi xa. Với nữa cái chỗ đó người ta đậu xe á, cả nhà, người ta đậu đông lắm. 11 giờ đã có người chỗ chiếm chỗ đậu xe rồi, nên thành ra là 11 giờ rưỡi lại á, cái để kiếm chỗ đậu á, để rước chị lớn. Sau đó là qua là rước anh chàng nhỏ. Anh chàng nhà Xuân á, thì là cỡ 12 giờ 45 phút, nên thành ra là phải tranh thủ nấu cơm. Cơm Xuân chín rồi, giờ bữa nay Xuân nấu canh khoai lang, nói khoai lang khoai tây, đang nấu nồi nước nè. Đây qua đây á, là Xuân sẽ xào rau, còn kho thịt á, thì từ từ Xuân mới ướp hà. Ướp nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi á, thêm mười mấy phút, 15 phút nữa đi cho thịt nó thấm á, nó mới ngon. Nấu canh khoai tây á, Xuân cho ngòn nghí nè, ngòn nghí, mấy cái cọng ngòn nghí á, cho nó thơm, hành lá ngòn nghí nữa. Xuân xào bông cải xanh với bông cải trắng, cà rốt. Đó, bữa nay Xuân làm có bao nhiêu đây thôi à. Xào bông cải trắng và bông cải xanh, cà rốt nha cả nhà. Là mình phải làm gia vị trước, một hồi mình đổ vô cho nó nhanh á. Xuân cho bột niêm gà. Chút xíu muối. Nhà Xuân ăn nhạt lắm á. Đường. Đường nâu á. Tiêu. Cà rốt này mình mới bắt đầu mình xào á, luộc vậy mình xào nhanh á, cái nó chín nhanh á. Xuân hay làm vậy đó, cái hàng hồi mình bỏ gia vị này vô cái nó ngấm vô lại cái rau á. Bông cải trắng này á, là chín lâu lắm, lâu hơn cái bông cải xanh đó cả nhà. Thank you.
xào xong rồi đó cả nhà. Bây giờ cái xương bỏ ra đây, bỏ ra cái dĩa bắt đầu rồi đó, được một món rồi. À, món thịt kho gam với gam ngọt ngọt cá sườn á cả nhà, xương làm xong rồi. Đây thì xương được thêm một món nữa. Đây xương nấu canh khoai tây. Khoai tây thì xương bỏ mấy cái cọng ngọn nghí, cái rễ của nó đó cả nhà. Rồi xương sẽ cho ngọn nghí này với hành lá vô, tiêu nữa. Đáng lý nấu xương mới ngon, nhưng mà xương á, trong ăn đông đá xương lấy ra không có được kịp á, nên là xương hồi sáng xương có mua nên xương nấu với thịt ba gọi, nấu chút xíu thịt ba gọi thôi cũng được rồi. Cái nấu vậy là xong rồi đó, rồi là cái nồi canh của xuân xong rồi. Ngồi chuẩn bị gần ăn cái xuân bắt lại đó, cho nó nóng, cái xuân mới bỏ ngòn nghí vô với cái tô vô á, đổ ra tô rồi bắt đầu mình ăn cơm. Giờ xuân tắt bếp. Chào cả nhà, ra xe ngồi đợi nè, tại vì á hả kêu xuân á đi theo để đi rước con xuân, mà bây giờ ở chổng ngồi bán rồi mà kêu ra xe ngồi đợi đi. Nhà chồng Xuân á có cái tiệm bán ngày được món là mừng lắm rồi đó, là đủ cơm ăn rồi đó cả nhà, là mừng ơi là mừng luôn rồi đó. Tại vì á hả bây giờ là dịch á, thà dịch bệnh vậy đó, người ta cũng giống như tivi hư á, thì người ta sửa lại người ta cũng coi được mà. Còn giờ á hả giống như mình mua cái mới á, thì nó mắc quá, ra là giờ á là ai mà bán, ai lại mua mà bán được món là mừng ơi là mừng luôn á, chứ không giống như mấy cái ngành khác, mấy cái nghề khác như bán rau hoặc bán này nọ thì cái đó là vật dụng ăn hàng ngày á, thì thành ra là nó sẽ là nhiều người mua. Còn giờ như nhà Xuân bán tivi tủ lạnh vậy thôi, nhưng mà đủ ăn thôi, chủ yếu là cho hai đứa con nó ăn để nó lớn rồi nó đi học, chứ còn mà tiết kiệm thì chắc tiết kiệm không được rồi. Nhìn video thì thấy Xuân tưởng nghĩ là Xuân ăn nhiều, nhưng mà không có, cũng tiết kiệm đó. Tiết kiệm có nghĩa là đủ cho hai đứa nó ăn thôi, nhưng mà cho học thêm này nọ cũng tháng cũng nếu cộng lại hết đó nghe thì cũng hơi bị nhiều á, tại chủ yếu là Xuân cho con Xuân học thêm nhiều lắm, nên thành ra là không có tiết kiệm được cái gì hết trơn á đó. Giờ ngồi xe đợi để đi rước con Xuân á, với nữa hả là một hồi đem cái giấy chứng minh nhân dân của chị lớn nè, là đem đưa cho nhà trường để nhà trường làm cái giấy gì á, Xuân cũng không có gành nữa đó. Giờ ngồi trên xe đợi từ hồi nãy giờ á, kêu hả đi nhanh đi, nhanh đâu thì không biết, chứ giờ thấy cái mồi là đợi từ hồi nãy giờ rồi đó. Coi giờ nhà của Xuân á giờ bừa bộn rồi đó, qua Tết rồi là bắt đầu á, chiến trường y chang luôn rồi đó cả nhà. Bữa nay Xuân nấu cơm á có nhiêu đầy thời, 3 món. Một món canh nè, rồi cái bông cải trắng á với thịt kho. Xuân nấu cái nồi canh rồi đó, nước lỉnh bỉnh như vậy đó. Nhưng mà con Xuân nó thích ăn nước á cả nhà. Ừ. Xuân thì Xuân ăn no rồi, Xuân ăn trước khi đưa đi rước nó luôn á, hai đứa con Xuân á, đứa nhỏ thì chưa về.
Con xin chào ông bà cô chú nhà các bạn. Ăn cơm.